Trước khi bắt đầu video, mình xin lưu ý, video ngày hôm nay kể về một vụ án chưa được giải quyết. Khánh, bật lên đi! Ui, có tìm được hung thủ đâu mà coi làm cái gì? Mục đích của mình khi làm video này là muốn truyền tải thông điệp đến mọi thế hệ, để mọi người biết rằng trong quá khứ đã từng xảy ra những vụ án như thế này, để nó không bao giờ bị lãng quên. Hung thủ của vụ án này chưa được tìm thấy, nên bạn hãy cân nhắc trước khi xem. Vì nó có thể làm bạn khó chịu, nhưng mình nghĩ bạn chỉ khó chịu một thời gian ngắn. Còn hai người phụ nữ này, họ đã khó chịu hơn 23 năm vì chưa tìm được lời giải đáp. Còn nếu bạn muốn biết vụ án này như thế nào, thì hãy cùng mình bắt đầu thôi. Ngày 31 tháng 12 năm 2000, ngày cuối cùng của thế kỷ 20, khoảng 10 giờ 40 phút sáng, bà Setsuko, 71 tuổi, không thấy hai đứa cháu của mình sang nhà chơi như mọi hôm, nên bà đã đi sang để xem xét tình hình, thì bà phát hiện cả gia đình bốn người đều đã bị sát hại dã man. Tại hiện trường, có rất nhiều vật chứng của hung thủ để lại. Nó nhiều đến mức bất thường, giống như kẻ thủ ác muốn thách thức với cảnh sát rằng hãy thử bắt tôi mà xem, bởi vì hắn đã lên kế hoạch một cách kỹ càng để sát hại cả gia đình này. Gia đình hạnh phúc của ông Mikio Miyazawa, 44 tuổi, ông làm việc nghiên cứu hóa học liên quan về màu sắc cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Ông kết hôn cùng Yasuko, 41 tuổi. Cô mở một trường luyện thi tại nhà của mẹ ruột sống cạnh bên nhà. Cả hai có hai người con. Cô con gái Nina, 8 tuổi. Tuy còn nhỏ nhưng cô bé rất hiểu chuyện và rất ấm áp khi cô bé thường giúp bà ngoại của mình việc nhà. Có lần khi bà ngoại không đi nổi vì chân đau, cô bé đã nhẹ nhàng đứng bên cạnh bà và bảo rằng: "Bà hãy bám vai của cháu mà đi." Cậu con trai Út Rê, khi đó 6 tuổi, bị mắc bệnh chậm phát triển từ bé, nên hai vợ chồng gặp rất nhiều khó khăn khi chăm sóc Rê, nhưng cả nhà lúc nào cũng luôn sống trong bầu không khí vui vẻ. Hai chị em Nina và Rê thường hay đo chiều cao ở căn nhà bếp và ghi vào vách tường. Từng mốc thời gian và chiều cao được ghi rất rõ ràng từng năm một trên bức tường. Nhưng đến tháng 12 năm 2000, bức tường đã không bao giờ được ghi thêm một mốc thời gian nào nữa. Sáng ngày 31 tháng 12 năm 2000, khoảng 10 giờ 30 phút sáng, bà ngoại Setsuko cảm thấy có điều gì đó không bình thường khi hai đứa cháu Nina và Rê chưa thức dậy và sang nhà bà ngoại chơi. Bà đã thử gọi điện thoại nhưng không có tín hiệu, nên bà đã đi sang nhà của gia đình con gái để xem xét tình hình. Cửa bị khóa bên trong, bà phải dùng chìa khóa mới vào được. Khi vừa mở cửa, đập vào mắt bà là cảnh tượng ngôi nhà bị lục tung. Tiến vào bên trong sâu hơn, bà đã thấy cảnh cả gia đình bốn người đều đã bị sát hại. Cảnh sát và cứu thương đã lập tức có mặt tại hiện trường. Theo mô tả của cảnh sát, ông Mikio nằm ở đầu cầu thang ở tầng trệt hướng đi lên tầng 1. Có rất nhiều vết thương, trong đó có một vết thương chí mạng ở phần ngực. Hai mẹ con Nina và Yasuko nằm ở đầu cầu thang tầng 1. Hung thủ đã ra tay rất dã man với hai người này, đặc biệt là Nina. Đầu của Yasuko có dính một phần hung khí gây án. Kỳ lạ hơn nữa là, chỉ có riêng Rê là không có bất kỳ vết thương nào. Rê được phát hiện đang nằm trong tư thế bị té ngã trên giường tầng trong phòng ngủ. Nguyên nhân tử vong là do ngạt thở. Xung quanh Rê không hề có vết máu nào. Hướng đột nhập và phương thức gây án. Dựa vào lượng thức ăn trong dạ dày và dấu vết hung thủ để lại, cảnh sát đã mô tả lại hướng đột nhập cũng như hành vi gây án của tên hung thủ. Đây là một chi tiết rất quan trọng để họ thành lập danh sách nghi phạm. Vào lúc 11 giờ 30 phút tối ngày 30 tháng 12 năm 2000, sát tường phía sau nhà họ là một công viên có hàng rào. Tên hung thủ được cho là đã leo lên hàng rào, đứng lên máy nước nóng và chui vào cửa sổ nhà tắm ở tầng 1. Sau khi lẻn vào nhà tắm, hắn đã vào phòng ngủ và ra tay với Rê khi đó đang ngủ trên giường tầng. Vì xung quanh Rê không có vết máu nào, nên khả năng Rê bị ra tay đầu tiên là cao nhất. Lúc này ở tầng trệt, ông Mikio nhận thấy có điều gì đó bất thường nên ông đã lên lầu để kiểm tra. Nhưng ngay giữa đoạn cầu thang, ông đã gặp tên hung thủ. Tuy đã chống cự, nhưng do hung thủ có hung khí là một con dao sashimi dài 26cm, nên ông đã bị hắn xuống tay và nằm tại cầu thang ở tầng trệt. Sau đó hắn tiến lên tầng 2. Khi đó, hai mẹ con Yasuko và Nina đang ngủ trên gác mái. Muốn lên được căn gác mái này, hắn đã hạ cầu thang và tạo ra tiếng ồn.
Hai mẹ con tỉnh dậy và chống lại tên hung thủ và đã làm hắn bị thương. Hung khí mà hắn cầm đã bị mẻ mất phần đầu mũi dao, nên hắn đã tiến đến nhà bếp và lấy một con dao khác. Hai mẹ con đã tranh thủ cầm máu và chạy xuống được đến cầu thang tầng 1 thì bị hắn chặn đường và ra tay dã man, đặc biệt là với Nina. Có lẽ vì bị thương mà hắn đã bực tức chút giận lên Nina. Tưởng rằng hung thủ sẽ tẩu thoát ngay khi ra tay, nhưng không, hắn phủ nhiều đồ đạc lên người nạn nhân vì có lẽ hắn không muốn nhìn thấy khuôn mặt họ. Hắn tiến về nhà bếp, mở tủ lạnh và uống trực tiếp chai nước trà. Hóc 4 cốc kem bằng cách cắn trực tiếp mà không dùng thìa. Ngoài ra, hắn còn tởm lợm hơn khi đi ị mà không xả nước, vì xít mà hắn để lại khác với những gì pháp y giám định được từ 4 nạn nhân. Sau đó, hắn còn khởi động máy tính của ông Mikio, nhưng hắn chỉ sử dụng chuột. Hắn truy cập vào trang web nhạc kịch ưa thích của ông Mikio. Dựa vào lịch sử truy cập trang web, cảnh sát đoán được rằng hắn đã rời khỏi nơi gây án vào khoảng 1 giờ 40 phút. Tức là hắn đã ở lại ngôi nhà này hơn 2 tiếng rồi mới tẩu thoát cũng bằng cửa sổ nhà tắm. Cánh cửa lưới đã bị rơi xuống và có nhiều dấu giày được phát hiện xung quanh cửa sổ nhà tắm. Dựa vào hướng đột nhập từ cửa sổ nhà tắm, cảnh sát kết luận rằng hung thủ là người lạ. Hắn đã nghiên cứu rất kỹ ngôi nhà rồi mới đột nhập. Những thám tử đầu tiên được chứng kiến hiện trường, ban đầu họ rất ngỡ ngàng, nhưng cũng rất mừng vì hắn đã để lại quá nhiều manh mối. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Ai mới là con rối? Trong nhiều trường hợp phạm tội, khi gây án, những hung thủ thường cố gắng để lại ít manh mối nhất có thể để cảnh sát gặp khó khăn trong việc điều tra. Nhưng tên hung thủ này thì ngược lại hoàn toàn. Hắn đã để lại rất nhiều manh mối tại hiện trường. Mình sẽ chia thành 3 nhóm sau. Nhóm 1, rất nhiều dấu vân tay và mẫu máu. Nhóm 2, áo khoác, áo tay dài, nón, bao tay, khăn choàng, nước hoa dính trên áo khoác. Nhóm 3, hung khí, hai chiếc găng tay màu đen nằm gần con dao, túi đeo hông, cuối cùng là những dấu giày. Như mình đã mô tả, tên hung thủ này bị thương và để lại nhiều vết máu. Hắn đã cố cầm máu bằng băng gạc và một chiếc khăn ở bếp. Phía cảnh sát đã rất hào hứng khi thu được những manh mối này. Nó như những chiếc chìa khóa dẫn họ đến kho báu. Nhưng họ không biết rằng mình đang là con rối bị hung thủ dẫn dắt. Tiếp tục xem xét hiện trường, họ phát hiện hung thủ đã lấy khoảng 200.000 yên từ tiền học phí của học viên mà bà Yasuko đã nắm giữ khi điều hành lớp luyện thi. Hắn cũng lục tung các ngăn kéo và nhiều giấy tờ của nạn nhân. Hắn tìm mã pin với ý định rút tiền từ thẻ ATM, nhưng hắn lại không động đến một số trang sức có giá trị, con dấu, sổ tiết kiệm, tiền mặt ở nhà bếp. Đây là nơi hắn lui tới nhiều nhất trong ngôi nhà. Đây là chi tiết rất bất thường khiến cảnh sát kết luận rằng hắn không có mục đích cướp của. Vì nếu hắn có mục đích cướp của, hắn không cần ra tay với Rê và Nina. Chắc chắn rằng hung thủ có thù oán rất sâu sắc với gia đình này, hoặc hắn là một tên tâm thần bệnh hoạn. Đối tượng tình nghi. Để dễ dàng bắt được hung thủ, việc đầu tiên mà cảnh sát phải làm đó là thu hẹp các đối tượng tình nghi. Dựa vào các đồ vật để lại tại hiện trường mà mình đã chia thành 3 nhóm, các đối tượng tình nghi sẽ được thành lập trên 3 nhóm này. Nhóm 1, người quen của nạn nhân. Tuy thu được dấu vân tay và mẫu máu thuộc nhóm máu A là đàn ông không hút thuốc, nhưng cảnh sát không tiết lộ chi tiết này mà âm thầm điều tra. Họ thu thập dấu vân tay của người thân, người quen, đồng nghiệp, hàng xóm của nạn nhân. Họ đối chiếu so sánh, nhưng không có ai trùng khớp với dấu vân tay mà họ thu được. Cảnh sát cũng so sánh hơn 2.000 dấu vân tay của những tên tội phạm, nhưng cũng không có ai trùng khớp, nên họ kết luận rằng hung thủ là một người chưa từng có tiền án tiền sự tại Nhật Bản. Nhóm 2, vận động viên trượt ván. Dựa vào những đồ vật này, cảnh sát đoán rằng hung thủ là những thanh niên trẻ tầm 15 đến 20 tuổi, phong cách ăn mặc giống với một vận động viên trượt ván, bởi chiếc nón và chiếc áo khoác, mùi nước hoa gần giống với phong cách ăn mặc của một vận động viên trượt ván nổi tiếng, Christian Hosoi. Tại công viên gần nhà của gia đình Miyazaki, cũng có một sân trượt ván. Hằng ngày nơi đây tụ tập rất nhiều thanh niên từ 15 tới 20 tuổi. Vì là độ tuổi trẻ trâu nên họ cũng thường xuyên gây ồn ào đến tận đêm khuya. Nhiều lần ông Mikio đã nhắc nhở đám thanh niên này, nên cảnh sát nghĩ rằng hung thủ sẽ là một người nào đó trong đám thanh niên này. Nhưng họ đã sai lầm khi điều tra theo hướng này. Đồng ý rằng những thanh niên này đã có hiềm khích với ông Mikio,
nhưng họ không có lý do gì để phải đột nhập và sát hại cả nhà, sau đó còn để lại manh mối chứng minh rằng tôi là người theo phong cách trừ phán, chính tôi đã ra tay. Trong tất cả đồ vật của nhóm 2 này, chiếc áo tay dài là phiên bản giới hạn của hãng Uniqlo. Họ chỉ sản xuất 140 chiếc và đã bán 10 chiếc tại khu vực Tokyo. Chi tiết này thực sự rất quan trọng vì nó thu hẹp được đối tượng nghi phạm xuống còn 10 người. Nhưng thật không may, những cửa hàng bán chiếc áo này lại không lắp CCTV. Năm 2010, cảnh sát tìm được nhà một thanh niên cũng sở hữu chiếc áo này, sau đó họ so sánh dấu vân tay, nhưng kết quả không trùng khớp. Đến thời điểm này, cảnh sát vẫn đang chờ đợi 8 người còn lại sở hữu chiếc áo này để thu hẹp đối tượng tình nghi, vì những người sở hữu chiếc áo này là những người không phạm tội. Tuy nhiên, việc điều tra đối tượng tình nghi theo nhóm này cũng không mang lại một kết quả nào, mà chỉ thêm mất thời gian. Cho đến khi công nghệ DNA phát triển, nó đã mở ra thêm một hướng mới cho việc điều tra. Nhóm 3. Những người nước ngoài. Hung khí, hai chiếc khăn tay màu đen nằm gần con dao, túi đeo hông và cuối cùng là những dấu giày. Những dấu giày được hung thủ để lại rất nhiều. Một thời gian sau, phía cảnh sát tiết lộ, nó là một dấu giày thể thao size 27,5cm. Loại giày này do Hàn Quốc sản xuất và chỉ có 400 đôi, và ở Nhật, nó chỉ được bán tại một cửa hàng ở Osaka. Năm 2006, công nghệ DNA đã có bước đột phá. Phân tích nhân chủng học trên mẫu DNA cho thấy hung thủ là con lai, trong đó cha của hắn là người gốc Đông Á, còn mẹ của hắn là người gốc Nam Âu, Địa Trung Hải. Dựa vào hai chi tiết này, khả năng hung thủ là người nước ngoài rất là cao. Phía cảnh sát Nhật đã tìm kiếm sự hợp tác của cảnh sát Hàn Quốc, nhờ họ hỗ trợ so sánh dấu vân tay của những công dân, đối tượng tình nghi. Nhưng đến nay, thông tin về những điều này vẫn chưa được tiết lộ nhiều. Chiếc khăn tay và túi hip bag. Hai chiếc khăn tay gần con dao gây án, ban đầu nó không được chú ý. Nhưng khi quan sát kỹ hơn, họ phát hiện rằng một chiếc khăn tay được xếp theo hình tam giác và có nếp nhăn ở hai đầu, nên có thể kết luận rằng chiếc khăn tay đã được dùng để che mặt. Còn chiếc khăn còn lại mãi đến năm 2019 mới được làm sáng tỏ. Tại tâm của chiếc khăn này có khoét một rãnh dài 3cm. Quan sát cán dao, họ thấy rằng tên hung thủ đã nhét cán dao qua rãnh của chiếc khăn và sử dụng. Đây là một cách thức ra tay mà họ chưa bao giờ gặp trong quá khứ, cũng có rất ít thông tin về nó. Đoán rằng đây là một manh mối cực kỳ quan trọng dẫn đến tên sát nhân, nên cảnh sát đã phải nhờ truyền thông kêu gọi người dân cung cấp thông tin về thủ thuật sử dụng chiếc khăn tay này, và cuối cùng họ cũng có một chút thông tin về nó. Đây là một thủ thuật được dùng ở nước ngoài, cụ thể là một nhà máy chế biến hải sản ở Trung Quốc. Nó được dùng để chống trơn trượt khi làm cá. Đặc biệt hơn, tại miền Bắc của nước Philippines, binh lính và các băng đảng đã dùng thủ thuật này để che vũ khí để tránh bị chú ý. Ngoài ra, dấu chân để lại tại phòng ngủ của Rê cũng cho thấy đây là dấu chân ngang, cho thấy hung thủ đã tựa lưng vào tường lúc di chuyển. Đây là cách di chuyển được sử dụng trong quân đội. Điều này cho thấy tên hung thủ có thể là người nước ngoài và đã từng sống trong quân đội. Chiếc túi hip bag là một chiếc túi được sản xuất bởi một thương nhân người Nhật và được bán rộng rãi từ năm 1995 đến năm 1999. Chiếc túi này có chứa một chi tiết cực kỳ quan trọng, đó chính là cát. Loại cát này sau khi phân tích, so sánh nhiều năm với nhiều loại cát ở nhiều nơi khác nhau cho thấy nó là loại cát ở California và căn cứ không quân Edward ở sa mạc Mojave. Ngoài ra cũng có một ít cát ở bán đảo Miura. California là cái nôi của môn trượt ván. Có một nơi mà những người trượt ván tập trung tại công viên Umikaze trên bán đảo Miura, nơi thường tổ chức các cuộc thi trượt ván. Từ đó cho thấy, rõ ràng tất cả chúng đều là cát ở những nơi có mối liên hệ sâu sắc với môn trượt ván. Như vậy, tạm thời có thể kết luận rằng, hung thủ là người nước ngoài, hắn đã từng được huấn luyện trong quân đội và có sở thích trượt ván. Tuy nhiên, đây là kết luận được đưa ra sau hơn 20 năm thu thập chứng cứ, so sánh, điều tra. Đã có hơn 245.000 điều tra viên tham gia vụ án này, với hơn 12.500 tài liệu được thu thập để phục vụ quá trình điều tra. Tuy nhiên, ngay từ đầu, cảnh sát đã mắc sai lầm trong chiến lược điều tra tìm kiếm tên hung thủ. Có hàng tá dấu vân tay của kẻ sát nhân đã để lại tại hiện trường. Nó là dấu vân tay hình xoắn ốc, hay còn gọi là hoa tay. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra hơn 12 triệu người. Tính đến thời điểm này là hơn 50 triệu dấu vân tay đã được kiểm tra.
bằng cách lấy dấu vân tay của từng đối tượng ở độ tuổi 20 đến 35, nhưng không có cái nào trùng khớp với dấu vân tay tại hiện trường. Rõ ràng ngay từ đầu, phía cảnh sát đã không thu hẹp được danh sách nghi phạm. Họ đã đi sai hướng ngay từ ban đầu. Họ đã bị hung thủ lừa gạt bởi số lượng manh mối quá lớn. Nên khi thu thập thông tin điều tra, họ cũng chỉ tập trung hỏi về những manh mối này mà bỏ lỡ nhiều thông tin khác được người dân cung cấp. Nếu mình là cảnh sát, mình cũng sẽ điều tra theo những manh mối mà hung thủ để lại. Đặc điểm của vụ án này là số lượng manh mối để lại quá nhiều, nhiều một cách kỳ lạ. Ngay cả khi đã điều tra theo manh mối, tại sao cảnh sát vẫn không bắt được hung thủ? Đó là vì hung thủ đã có một kế hoạch hoàn hảo. Hắn đã đảo ngược suy luận, biến cảnh sát thành những con rối mà hắn điều khiển. Và một vấn đề, nó cũng là kế hoạch ban đầu của tên hung thủ, đó chính là thời gian hiệu lực của vụ án. Dao hai lưỡi. Tại Nhật Bản, có một điều luật dành cho những vụ án sát hại là thời gian hiệu lực 15 năm. Nhưng điều tra hơn 10 năm với quá nhiều manh mối, phía cảnh sát càng bị thời gian hiệu lực bóp nghẹt, họ trở nên mất phương hướng và đi vào con đường tối. Mục đích ngay từ đầu của tên hung thủ là câu giờ và làm hết thời gian hiệu lực, nhưng cảnh sát đã quá non để nhận ra được mục đích này sớm hơn. Vì vậy, đã có một người đứng ra để thay đổi điều luật về thời gian hiệu lực, đó chính là cha của gia đình nạn nhân. Ông muốn hỏi tên sát nhân lý do tại sao lại sát hại cả gia đình con trai của ông. Ông đã bắt đầu thu thập chữ ký từ nhiều người liên quan đến các vụ án chưa được giải quyết nhằm bãi bỏ luật thời gian hiệu lực. Và rất may, sự cố gắng của người cha hơn 80 tuổi đã được đền đáp. Năm 2010, Nhật Bản đã bãi bỏ điều luật về thời gian hiệu lực 15 năm của các vụ án sát hại. Sau đó vụ án này, từ vụ án chưa được giải quyết đã trở thành vụ án có nhiều manh mối và khả năng phá án cao. Hy vọng một ngày nào đó trong tương lai, kẻ thủ ác sẽ bị bắt và trừng trị. Năm 2012, cha của Mikio qua đời ở tuổi 84. Bà Sechiko đến thời điểm này vẫn tự hỏi tại sao gia đình của Mikio lại bị sát hại và họ vẫn chưa nhận được câu trả lời. Tính đến thời điểm này, vẫn có phần thưởng 20 triệu yên cho những ai cung cấp được thông tin về hung thủ cho cảnh sát. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến thời điểm này. Mình là Punny của kênh này Kể Chuyện Ma.